Chào mừng anh chị em đã trở lại với Man City Homie. Trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những tin chính sau đây. Hà Lan bị tra bắt tập thể lực trước mùa giải mới bằng phương pháp độc lạ. Cú quay xe chớp nhoáng ở Man City. Newcastle muốn mượn Oscar Bosz. Trước khi bắt đầu video, đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ Man City Homie nhé. Hà Lan bị tra bắt tập thể lực trước mùa giải mới bằng phương pháp độc lạ. Hà Lan nhận lương 865.000 bảng một tuần ở Man City, nhưng tiền đạo 23 tuổi lại chọn tập thể lực trước mùa giải mới theo cách miễn phí và không đòi hỏi kỹ thuật cao ở quê nhà Na Uy. Mới đây, Hà Lan đã đăng tải video trên mạng xã hội X về việc anh tập thể lực để chuẩn bị cho mùa giải mới của Man City. Trọng tâm trong phương pháp tập luyện của Hà Lan là ngồi thiền ở suối, đi bộ lên núi và dùng cưa để cắt gỗ. Bố tôi bắt tôi dùng cưa để cắt gỗ và tôi phải làm. Hà Lan vừa cười vừa nói trong video. Hồi 2021, người ta cũng đã quay được cảnh Hà Lan đốn cây trong rừng trước mùa giải mới. Từ khi Sir Dortmund gia nhập Man City với giá 52 triệu bảng, Hà Lan đã trở thành tinh hoa của đội bóng Anh và lập hàng loạt các kỷ lục khác nhau. Anh giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử ở mùa 2022-2023 với chức vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Cúp C1. Ở mùa giải trước, Hà Lan lại cùng Man City giành cú đúp vô địch Cúp Liên đoàn và giải Ngoại hạng Anh. Ngay mùa giải đầu tiên khoác áo Man City, Hà Lan đã giành giải vua phá lưới, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Ngoại hạng Anh với 36 pha lập công. Newcastle muốn mượn Oscar Bosz. Là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Real Citizen, được đích thân Pep huấn luyện, Cole Palmer đã cho thấy nền tảng kỹ thuật xuất sắc, tư duy chiến thuật nhạy bén. Và đặc biệt, kể từ khi chuyển sang Chelsea, anh càng bùng nổ hơn trong khâu săn bàn khi đóng vai trò là chân sút số 1 của The Blue, dù luôn phải chơi trong vai trò hỗ trợ chạy phía sau trung phòng Nicolas Jackson. Nhưng Citizen không phải tiếc nuối quá nhiều khi Pep đã chỉnh làng một cầu thủ tài năng không kém Palmer, đó là Oscar Bosz. Mới chỉ 21 tuổi, Bosz đã cho thấy sự đa năng trên hàng công khi có thể chơi tốt ở cả hai cánh hoặc đóng vai trò nhạc trưởng, hỗ trợ phía sau trung phòng cấm. Anh sở hữu cái chân trái khéo léo và khả năng săn bàn nhạy bén khi đã bỏ túi hai bàn thắng cùng hai đường kiến tạo ở mùa giải vừa qua. Những người hâm mộ Real Citizen sẽ nhớ dấu ấn của Oscar Bosz khi anh có bàn thắng đầu tiên tại Premier League bằng việc sút tung lưới Newcastle, góp công giúp đội nhà giành thắng lợi nghẹt thở 3-2 trước chiếc chòe tại Premier League. Và mới đây, theo nguồn tin từ Anh, Newcastle được cho là đang muốn mượn Oscar Bosz một mùa giải. Sự xuất hiện của Savinho khiến thời gian ra sân của Bosz có thể bị hạn chế. Tuy nhiên, Real Citizen sẽ giữ lại Bosz ở mùa giải này. Jose Mourinho tham vọng chiêu mộ ngôi sao Man City. Theo Manchester Evening News, Jose Mourinho được cho là muốn kiếp đồng với tiền vệ Mateo Kovacic của Man City ở trong hè này. Thông tin này xuất phát từ tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Futbolmag, khi cựu huấn luyện viên của MU đang cố gắng cải thiện đội hình của Fenerbahce sau khi tiếp quản đội bóng vào tháng trước. Kovacic, 30 tuổi, gia nhập sân vận động Etihad từ Chelsea vào mùa hè năm 2023 để thay thế Ilkay Gundogan và nhanh chóng trở thành cái tên tín nhiệm của nhà vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Pep Guardiola. Mourinho, người từng dẫn dắt Chelsea và Tottenham ở giải đấu cao nhất nước Anh, được cho là rất ngưỡng mộ Kovacic. Cầu thủ người Croatia đã nhanh chóng thích nghi ở giải đấu Ngoại hạng Anh khi được Real cho mượn ở Chelsea. Từ khoảng thời gian đó trở đi, Kovacic đã chứng minh mình là một mắt xích không thể thiếu trong đội hình của The Blue. Chuyển sang Man City, Kovacic vẫn không suy giảm ảnh hưởng của mình lên đội hình của Pep Guardiola khi thi đấu 46 trận trên mọi đấu trường cho Real Citizen, ghi được 3 bàn và cung cấp một đường kiến tạo. Trong sự nghiệp của mình, anh từng khoác áo Real Madrid, Inter Milan và Chelsea, giành được 4 chức vô địch Champions League. Hiện tại, trang thống kê Transfermarkt đang định giá cầu thủ 30 tuổi là 30 triệu euro. Ngoài ra, hợp đồng giữa anh và Man City vẫn còn thời hạn 3 năm. Đây là yếu tố có thể làm cho huấn luyện viên Jose Mourinho đắn đo trong việc chiêu mộ Kovacic, mặc cho việc thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đánh giá rất cao tài năng của cựu tiền vệ Chelsea. Cú quay xe chớp nhoáng ở Man City.
Mặc dù Ederson đã là thủ thành số 1 không thể bàn cãi của Pep Guardiola trong vài năm nay, nhưng việc chuyển sang Ả Rập Saudi đã được cầu thủ người Brazil cân nhắc mạnh mẽ trước khi chiến dịch 2024-2025 bắt đầu. Anas đang sở hữu Ronaldo và Mane đưa ra lời đề nghị đầu tiên trị giá 30 triệu euro, tương đương là 25,2 triệu bảng cho Ederson. Cần biết rằng Ederson hết hợp đồng với Man City sau 2 năm nữa. Tuy nhiên, theo Fabrizio Romano, lời đề nghị của gã khổng lồ Ả Rập Xê Út ngay lập tức bị chối từ. Man City yêu cầu Anas tăng gấp đôi giá trị hoặc quên đi việc đưa Ederson tới Trung Đông. Ngay lập tức thì Anas được cho là đã chấm dứt sự quan tâm tới tuyển thủ Brazil và thay vào đó đã chộp lấy cầu thủ đồng hương của Ederson. Thay vì tiếp tục với Ederson, Anas đã xác nhận việc chiêu mộ Bento từ Atletico Paranaense với giá 18 triệu euro, tương đương 15,1 triệu bảng. Bento ký hợp đồng 4 năm với Anas cho tới mùa hè 2028. Và việc cập bến Saudi Pro League có thể tạo ra tác động lớn trên sân Etihad. Theo truyền thông Anh, nhà vô địch Premier League sẵn sàng đề nghị Ederson một hợp đồng mới để đảm bảo tương lai của anh tại câu lạc bộ. Mặc dù không thể sánh được với các điều khoản mà Anas đưa ra, nhưng Man City sẵn sàng tăng lương đáng kể so với mức lương hiện tại. The Citizen sẽ gặp đại diện của Ederson vào tuần tới và thảo luận về một thỏa thuận mới. Man City cực kỳ hy vọng rằng hành động sẵn sàng tăng lương cho Ederson sẽ thuyết phục cầu thủ này tiếp tục gắn bó với đội bóng. Tuy nhiên, họ sẽ xem xét những lời đề nghị trị giá khoảng 50 triệu bảng nếu thủ môn này nói rõ rằng không muốn gia hạn hợp đồng. Hiện tại, giao kèo của Ederson có thời hạn từ tháng 6 2026. Thực tế, Ả Rập Xê Út là bến đỗ khả dĩ nhất dành cho Ederson. Nhưng khi mà Anas đã rút lui, khả năng cao thủ thành này sẽ ở lại và chấp nhận lời đề nghị gia hạn từ câu lạc bộ chủ quản. Lúc này, ngoại trừ Trung Đông, không nhiều câu lạc bộ có thể đáp ứng được mức giá của Ederson. Ederson đóng vai trò rất quan trọng đối với thành công của Man City suốt thời gian qua. Dễ hiểu khi nửa xanh thành Manchester không muốn anh ra đi. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé.